Sài Gòn 3 giờ sáng nó phải lặn lội cổng cò đi rồi các bạn ơi. Hôm nay mình dắt các bạn đi Ngao Du Sơn Thủy không? Đi Phan Rang. Đây, 3 giờ sáng tranh thủ đi để kịp đầu trưa về tới Sài Gòn. 3 giờ sáng mình xuất phát ở Sài Gòn đi Phan Rang chở con. Con xe này chắc xe đầu tiên mình đụng vô luôn các bạn. Rồi, chuẩn bị lên đường. Qua Thủ Đức bốc một em đi theo. Cô em mới vô học nghề, chắc được khoảng 3 tuần rồi đó. Ôi ơi, chuẩn bị hết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại là đuối quá, hai anh em tấp vô lau mặt cái rồi làm gọng bò hút, chuẩn bị tiếp tục ra tới đây là đi được khoảng tầm nửa đường anh em ơi. Trời đang mưa râm râm, giấc này là 5:30 sáng rồi. Hiện giờ là hai anh em đang trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết các bạn. Đi hết Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chắc còn khoảng tầm đâu đó cỡ 100 cây nữa là tới thành phố Phan Rang. Phan Rang hôm nay mình sẽ chở con xe này, chắc xe lần đầu tiên mà mình mới nhận con xe của Ấn Độ qua này. Xe này là Ấn Độ mua lại của anh Royal Enfield. Royal Enfield. Hồi xưa cái cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết này là cho chạy 80 thôi. Thì cái đường này nó hẹp quá. Thực tế mà nói các bạn nhìn thấy thử cái đoạn đường. Đúng ra cái lane nó phải rộng hơn tí xíu nữa. Mấy cái lane rất nhỏ. Các bạn thấy mấy cái lane này mà đi mà cỡ tầm hai con công mà vượt nhau là thấy là hết luôn cái đường. Mà gặp nhiều khi mà có trước này giật đá điếc gì mà nó văng ra đường, hoặc là vỏ xe nó bể mà nó rơi dãi ở ngoài đường, lách một phát một và thấy là đi bụi liền. Cái đường quá nhỏ. Hiện tại nãy hai anh em tấp vô kia nằm nghỉ đi xíu là bấm lên chị là còn khoảng tầm 150 cây nữa là tới thành phố Cam Ranh, thành phố Phan Rang á. Thì con xe nó nằm ngay ở trong thành phố Phan Rang luôn. Đây trời mưa lâm râm. Tối qua ngủ sớm mà sáng đâu cũng mệt. Hồi trước là con mình mà còn nghỉ hè là hai vợ chồng là bốc đi chung luôn. Rồi khuya đi rồi, sáng sớm chạy về sớm. Nay con mắc đi học rồi đâu có bốc đi theo được. Đầy đủ của em đi theo. Nhiều khi thường mà đi mấy chuyến xa đi hai người nó đỡ cái gì, không phải người kia chạy mà nhiều khi mình nằm mình ngủ á, rồi có người canh nó đỡ. Nhiều khi mấy anh em mà đi xa mà mấy anh em ngủ mà ngủ dọc đường giống như em nè, nguy hiểm lắm. Một là kiếm những cái cây xăng như Petrolimex, các bạn vô các bạn nằm ngủ đó cho chắc cú. Còn mấy cây xăng tư nhân nhiều khi nó cũng hên xui lắm, vô cậy cửa lấy đồ rồi đủ thứ trên đời hết, nguy hiểm lắm. Chắc mẹ mới 5:30 thôi, ráng chạy tới khoảng tầm 6:30. 6:30 rồi mình đi ăn sáng. Tại vì ác cái đúng ra là hồi trưa qua đi luôn rồi. Ác cái là sáng hôm nay là
sớm, vấn đề là phải ra hộ chứng nữa, ký giấy giùm cho anh khách nữa, ký giấy mua bán giùm cho anh khách nữa rồi mới chở về xưởng. Chứ không mà dướng cái vụ mà ký giấy mua bán thì chiều hôm qua là cỡ 3 giờ rồi mình đi rồi, 3 giờ mình đi thì ra tới Phan Rang là cỡ 8-9 giờ tối. Ra mình nhận xe ràng riết xong đó khi mới sang ngủ, nằm ngủ tới sáng sớm cỡ 4-5 giờ sáng này bơm về Sài Gòn tới 11-12 giờ đẹp rồi. Tại bây giờ có cao tốc mà đi nó cũng khỏe hơn đi quốc lộ. Cao tốc này thì tránh mấy ngày lễ ra để còn đỡ, chính mấy ngày lễ là kẹt xe cứ ngắt đi chuối. Ra cái nhánh mà Phan Thiết ra tới Phan Rang là mình chịu khoái ăn gì không? Nha Trang ăn chả cá mà. Nào không biết chả cá ngoài khu vực này làm mà cái gì ăn nó vip lắm. Ăn nó dai mà nó giòn. Cứ bơm lúa dài dài đây, khoái cái ăn. Cho thấy không? Đây, iPhone 15 đời mới nhất. Những người anh em vừa tới ngay chỗ ngay chỗ kia là nhà máy nhiệt điện, vừa qua khỏi đó có quán bún bò Quế Trúc á, trời ơi quán này ăn cũng ok lắm. Đây là tài xế ăn là hơi bị đông sáng tới trưa luôn, ngút ngàn. Một tô tái sụng mà bự vật vả giống vậy là nó khoảng tầm 35.000 mấy bạn. Hai tô là 70k. Ăn là no tới trưa luôn. Chào bá lửa. Lát nữa quất xong rồi làm 2 ly cà phê sữa nữa. Còn cách Phan Rang cỡ 45 cây. Không phải đang yên đang lành mà mấy cục bê tông này nó tách rời ra đâu cho mấy bạn. Thấy không? Không phải một cái thế lực siêu nhiên nữa, có sự sắp đặt của tàu quá hết á, mà quán bán đông ghê thiệt. Ngày chắc kiếm cỡ 10 triệu có. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Mình ăn sáng uống cà phê rồi các bạn, cũng phải để cho con cò mình nó uống nước chứ. Lâu lắm rồi mới được đổ đầy bình dầu á. Giống như chơi sổ số không? Lên không phanh luôn, ghê thiệt. Sáng sớm chưa mà được đồng nào hết mà thấy tốn hết 1 triệu 8 tiền dầu với lại 100.000 tiền ăn rồi đó. Sáng ở trên cao tốc hết 100 mấy nữa.
Rồi bây giờ chờ anh chủ xe ảnh bên tiền qua cho mình, mình ra ngoài phòng công chứng chứng giấy với lại anh chủ xe này mấy bạn. Rồi ok hết cái giấy xong xuôi hết là mình đứng ủy quyền luôn. Go. Mùa này mà còn có khách mà chuyển tiền đi mua xe nữa là VIP rồi đó. Giao phòng công chứng xong xuôi chung tiền rồi mấy bạn. Giờ lên đường về Sài Gòn thôi. Anh đại mình đâu rồi? Chẳng ghê. Em nào đi nhánh Phan Rang về Sài Gòn chuẩn bị vô cái cao tốc Vĩnh Hảo á thì
thì nó sẽ chuẩn bị tới cái chỗ mấy quán cơm, chuẩn bị leo lên cầu mà vô cao tốc Vĩnh Hảo mà Phan Thiết á, thì mấy bạn sẽ có một cái ngã ba quẹo bên tay phải, chỗ đó là nó sẽ có một cái đó gọi là gì ta, hồ đá trắng mấy bạn, cái hồ cũng lớn lắm. Chỗ đó thì được một cái là nó rộng, mấy anh em có thể cắm trại được, hơi bị hoang dã luôn mấy bạn. Hình như đó mình không thấy có bảo vệ hay gì hết đó, chỉ có một cái đập ngay đó thôi, với lại xung quanh là không có người ở nha, xung quanh là trống lóc luôn, nhưng mà được cái là có bãi đất trống, anh em có thể cắm trại đồ hút ngoài đây là còn có người nè, vô sâu bút trong kia là không có người ở đâu, anh em cắm trại upload ở chỗ đó thì chơi bời cũng ok. Hình như không có rẫy của nhà dân nữa, đa phần là như kiểu nhìn như sa mạc vậy đó. Anh em vô trọng rồi tối đốt lửa chạy thì cũng ổn, nhưng mà đi đông đông rồi được, đi vắng vắng quá cũng hơi hiu lắm á. Có cái đường nó xuống nó hơi dốc cao không, cái này mà mấy xe 7 chỗ xuống hơi hiu, mấy con bán tải gầm cao cao xíu thì được, nhưng mấy con lăn thì xuống được. Mấy con 7 chỗ như Xpander hoặc là mấy con như là xe mà 5+2 á, xuống nó hơi trao tí xíu, tại vì cái gờ nó hơi cao, 4 chỗ là bỏ luôn đi, khỏi luôn. Nói sợ anh em chê cười chứ mình đi con xe này khoảng tầm gần 60.000 cây được hơn năm rồi bạn, một năm, nếu mà đúng ra là một năm một tháng, mà tới bây giờ là mình chưa biết sử dụng là đi cầu trước cầu sau như thế nào. Đa phần là mình chỉ có chỉnh cái chế độ là đi hai cầu, đi cầu trước mà. Ở ngay chỗ mình chụp hình đây là hồ đá trắng. Hồi nãy nghe cái chị kia nói là hồ đá trắng. Ở đây cái hồ có một cái đập. Ở cái đập ở sau lưng anh em nè. Cái hồ nước cũng cạn rồi. Đó, cái này chụp hình hơi bị chiêu luôn. Khi mấy cái sọt. Cái dốc này chắc nó cũng không có cao lắm đâu. Hồi nãy mình xuống nó hơi bị cạy gầm xíu thôi. Nhưng mà khúc này cát. Không sao. Chơi được. Lên cao nó cũng dốc đứng mày hả ơi. Rồi lên luôn đấy ơi. Trước giờ mình chưa biết gài cầu trước cầu sau là sao. Mình cứ để chế độ một cầu, mình đi từ lúc đó tới giờ gần 60.000 cây. Trời. Dụ mình vô đây chụp hình xong cái về chạy hết cái xe luôn. Lên nổi không con trai. Dốc. Đồ. Ghê. Nhóm nhẹ cái là lú đầu lên liền. Ghê thiệt. Nó dở rồi thôi chứ. Cái dốc đó cũng hơi cao chứ không có cao lắm đâu các bạn. Rồi. Về Sài Gòn thôi mọi người anh em ơi.